Theo báo cáo thống kê của Cục Hải quan Lào Cai, trong những tháng đầu năm 2019, đơn vị này đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương và các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là tại cửa khẩu, các sự kiện nảy sinh liên quan đến hàng hóa biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Cụ thể thì có một số cái vụ điển hình như là trong cái khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 thì cái tổ kiểm soát của chi cục đã tăng cường cái lực lượng trinh sát và phát hiện 7 cái vụ nhập lậu cái mặt hàng tôm càng đỏ hay còn gọi là cái tôm hùm đất. Đây là một cái loài sinh vật ngoại lai nằm trong cái danh mục cấm sản xuất và kinh doanh do chính phủ quy định với số lượng là khoảng 900 kg và trị giá hàng hóa là hơn 200 triệu. Thì toàn bộ cái số hàng hóa này thì chi cục đã tịch thu và tiêu hủy theo quy định. Thì cũng trong cái thời gian này thì chi cục có phát hiện và bắt giữ hai cái vụ vận chuyển 19 kg cái đồng tiền xu cổ của đối tượng là cái khách người Trung Quốc khi đang làm cái thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Lào Cai. Thì qua công tác giám định thì xác định đây là cái đồng tiền xu cổ nằm trong cái bộ sưu tập hồng hóa thông bảo thuộc cái triều Mạt Minh Nguyễn Tế Phan, có cái niên đại từ năm 1967. Thì toàn bộ cái hàng hóa này thì chi cục đã tịch thu và bàn giao cho bảo tàng tỉnh Lào Cai để quản lý theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, với chức năng nhiệm vụ được giao, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Hải quan Lào Cai đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến hàng nhái, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như tôm càng đỏ, cá tầm. Về tất nhiên là trong phòng chống gian lận thương mại và các buôn lậu thì là giữa hải quan và biên phòng phối hợp với nhau rất là tốt. Khi có một cái vấn đề gì xảy ra thì giữa hải quan và biên phòng đều phải thông báo cho nhau và phối hợp với nhau để cùng nhau để giải quyết việc đó. Đối với Cục Hải quan Lào Cai thì việc đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, chống thất thu cũng được xem là một trong những giải pháp để tăng nguồn thu ngân sách. Trong 10 tháng qua, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện phát hiện, bắt giữ và xử lý 66 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với tổng số tiền xử phạt trên 800 triệu đồng. Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, Cục Hải quan đã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm bắt thông tin tình hình xuất nhập khẩu của các mặt hàng qua cửa khẩu lối mở. Đến biên giới đường sông thì có rất nhiều bến và các cái lối mở mà các đối tượng buôn lậu có thể lợi dụng lén lút sử dụng các loại phương tiện tàu thuyền đỏ mã để vận chuyển qua biên giới trên đường sông. Có những đoạn suối mà đối tượng có thể sử dụng các loại cầu thang tự chế để bắt qua để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Còn đối với lại ở đây chúng tôi có hai cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu quốc tế đường bộ và cửa khẩu quốc tế đường sắt. Có hai cửa khẩu phụ là cửa khẩu Bát Sát và cửa khẩu Mường Khương. Thì các địa bàn tại cửa khẩu này thì với cái lưu lượng hóa năm 2019 này đến thời điểm này khoảng độ 2 tỷ USD thì là một khối lượng kim ngạch khá lớn với một cái lực lượng cán bộ làm các cục của Hải quan Lào Cai cũng chỉ khoảng độ hơn 120 người, không kể cái khối cơ quan là một lực lượng tương đối mỏng so với khối lượng công việc như thế. Thì các hoạt động này vi phạm chủ yếu liên quan đến việc khai sai khai thiếu về trị giá hải quan, liên quan đến khai sai về số lượng người mã số chủng loại hàng hóa nói chung. Theo Cục Hải quan Lào Cai, từ nay đến Tết Nguyên đán 2020, các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về buôn bán các mặt hàng nhập lậu như rượu bia, thuốc lá, bánh mứt kẹo, thuốc chữa bệnh, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến, tăng cường các biện pháp kiểm tra phòng chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào trong nội địa, tiếp tục phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám định chất lượng hàng hóa, kiểm tra về nguồn gốc, bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng hàng hóa, đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường giá cả.